Johnny xin chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Kai Immigration ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Johnny sẽ cùng với quý vị và các bạn nói về một vấn đề mà Johnny nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều người quan tâm. Bởi vì Johnny thấy trên các diễn đàn di trú trên mạng xã hội rất là nhiều người đặt ra những câu hỏi tương tự giống như vậy. Và chủ đề ngày hôm nay Johnny muốn nói đến, Johnny muốn chia sẻ đến quý ông bà, anh chị em, đó là về vấn đề quốc tịch. Nhưng mà quốc tịch được ăn theo là quốc tịch như thế nào nha? Tại vì về vấn đề quốc tịch á, thì có hai vấn đề chính thôi. Một á, là chúng ta phải đi thi quốc tịch. Thứ hai là quốc tịch được ăn theo. Mà ăn theo ai? Ăn theo cha mẹ của chúng ta. Mà vấn đề về thi quốc tịch á, thì Johnny đã nói ở trong chương trình Kai Immigration phần 2 rồi. Thưa quý vị, quý vị có thể vào trong channel của Kai Media để mà tìm lại phần 2. Johnny có nói rất rõ về điều kiện để mà được thi quốc tịch Hoa Kỳ nha quý vị nha. Và hôm nay Johnny sẽ nói về quốc tịch mà quốc tịch được ăn theo của cha mẹ thì sẽ như thế nào đây? Chúng ta cùng điểm qua vấn đề này nha quý ông bà anh chị em. Đầu tiên để nói đến vấn đề mà quốc tịch mà được đi theo quốc tịch của bố mẹ thì có 3 vấn đề xảy ra. Vấn đề thứ nhất là khi mà đứa trẻ được sinh ra tại Việt Nam nhưng mà sinh ra trước khi bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ có quốc tịch Hoa Kỳ. Vấn đề thứ hai là vấn đề được sinh ra tại Việt Nam nhưng sinh ra sau khi bố hoặc mẹ hoặc là cả bố mẹ đã có quốc tịch Hoa Kỳ. Vấn đề thứ ba là qua Mỹ này định cư cùng với bố mẹ và qua cả gia đình luôn. Và khi bố mẹ có quốc tịch là khi đó đứa con đó dưới 18 tuổi. Đó là 3 vấn đề liên quan đến vấn đề quốc tịch mà ăn theo. Và ngày hôm nay Johnny chỉ nói về 2 vấn đề bởi vì 2 vấn đề này là nó có liên quan với nhau. Đó là vấn đề qua Mỹ định cư cùng với bố mẹ và bố mẹ thi quốc tịch, bố mẹ đậu quốc tịch khi người con đó chưa qua sinh nhật lần thứ 18. Và vấn đề thứ hai Johnny nói ngày hôm nay đó là sinh ra ở Việt Nam mà sinh ra trước khi bố mẹ có quốc tịch. Nhà quý ông bà anh chị em nha. Và để mà nói đến vấn đề quốc tịch thì theo luật di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, khi mà bố mẹ có quốc tịch và người con đó chưa bước qua sinh nhật lần thứ 18 thì người con đó hoàn toàn có thể hưởng quốc tịch theo bố hoặc mẹ hoặc là cả bố và mẹ. Có nghĩa là khi mà cha mẹ của người con đó được tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch thì ngày mà ghi trên bằng quốc tịch, ngày mà nhận cái bằng quốc tịch đó là cái ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 18 của đứa con thì đứa con đó tự động, cho nên dùng từ tự động nha quý vị nha, có nghĩa là mình không cần làm cái gì cả, người con đó tự động được có quốc tịch Hoa Kỳ theo bố mẹ. Vậy thì để nói rõ hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ đây Johnny sẽ nói thêm một chút chi tiết về vấn đề này để cho quý bà anh chị em hiểu rõ hơn là phải như thế nào. Bởi vì nếu mà chỉ nói như vậy thôi á, thì nó sẽ rất là mông lung, nó sẽ rất là mơ hồ, khiến cho quý bà và anh chị em khó có thể hình dung được. Ủa, tự động có quốc tịch là làm sao? Làm sao mà một người có thể tự động có quốc tịch được? Phải không nào? Vậy thì như thế này nè quý bà anh chị em, khi mà cha mẹ được tuyên thệ và lấy bằng quốc tịch mà người con chưa qua 18 tuổi, chưa qua 18 tuổi nghĩa là chưa đến sinh nhật lần thứ 18 thì được phép hưởng quốc tịch theo cha mẹ. Có nghĩa là quốc tịch đó sẽ tự động được ban cho người con đó theo cha mẹ. Nghĩa là cha mẹ không cần làm gì hết và người con nó cũng không cần làm gì hết. Chỉ cần cha mẹ khi mà làm hộ chiếu Mỹ, tại vì có quốc tịch rồi mình có quyền làm hộ chiếu Mỹ đúng không quý ông bà anh chị em, thì khi cha mẹ đi làm hộ chiếu Mỹ thì làm luôn hộ chiếu cho đứa con đó. Và thủ tục làm hộ chiếu Mỹ thì tất nhiên họ phải đòi bằng quốc tịch. Thì đối với người con dưới 18 tuổi họ sẽ đòi bằng quốc tịch của cha mẹ. Có nghĩa là quý ông bà anh chị em chỉ cần dẫn bé đi đến chỗ làm hộ chiếu Mỹ, đó là bưu điện hoặc là những cái county để mà những cái văn phòng của chính phủ để mà làm quốc tịch, làm hộ chiếu Mỹ để mà nộp khai sinh của bé nè và nộp
bằng quốc tịch của quý ông bà anh chị em vào nè, thì khi mà họ căn cứ vào những cái yếu tố đó, họ thấy rằng à đứa bé này đúng là con của quý vị, thì đứa bé này sẽ được phép làm hộ chiếu cùng với cha mẹ của chúng. Nhưng mà một điều lưu ý nhỏ thôi, khi đó là vấn đề quốc tịch nha, nhưng mà về vấn đề hộ chiếu thì quý vị phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ. Tại vì đối với vấn đề hộ chiếu nó lại có một cái luật khác nữa. Không phải là cứ nghĩ là ô con tôi có quốc tịch rồi thì tôi được phép làm hộ chiếu cho con tôi. Đúng, điều đó đúng. Sẽ được làm hộ chiếu cho con, nhưng mà quý ông bà anh chị em phải tuân thủ theo cái luật làm hộ chiếu. Đó là gì? Có nghĩa là khi mà con của quý ông bà anh chị em trong khai sinh có tên cả cha lẫn mẹ trong đó và bé dưới 18 tuổi thì khi đi làm hộ chiếu phải có cả cha lẫn mẹ đến ký tên vào cái đơn xin hộ chiếu cho con thì đứa bé đó mới được có hộ chiếu. Nếu thiếu một trong hai người vì lý do nào đó chết thì phải có giấy chứng tử, còn nếu mà ly hôn thì phải có giấy của tòa. Giấy của tòa phải nêu rõ rằng là cái người mà đang dẫn bé đi làm hộ chiếu là cái người hoàn toàn, bên Mỹ họ gọi là full custody đó quý ông bà anh chị em, có nghĩa là mình được toàn quyền quyết định những cái chuyện thuộc về đứa bé, về chuyện học hành, về chuyện sức khỏe, về chuyện du lịch, và có nghĩa là người kia không còn quyết định được cái gì nữa cả, thì chính cái người đang dẫn bé đi mới có thể làm hộ chiếu cho bé được nha quý ông bà anh chị em nha. Nói đến đây thì sẽ có quý ông bà anh chị em thắc mắc rằng lỡ nếu như một trong hai người đang ở Việt Nam thì có nghĩa là bé không có được quyền làm hộ chiếu Mỹ sao? Thì Johnny sẽ nói thế này, về cái luật mà làm hộ chiếu Mỹ ở bên đây đó. Sẽ có một cái mẫu đơn để mà quý ông bà anh chị em gửi về Việt Nam cho vợ hoặc chồng cũ của mình, hoặc là vợ hoặc chồng hiện tại, hoặc là cha hoặc mẹ của đứa bé, có thể đem đến lấy hẹn với Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn hoặc là Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội để mà làm một cái bước là công chứng chữ ký. Nó gọi là notarize đó quý ông bà anh chị em, thì phải notarize cái chữ ký đó để mà xác nhận rằng là tổng lãnh sự họ xác nhận rằng là chính cái người này là cái người đặt bút ký vô cái đơn này, thì gửi cái đơn nó ngược về Mỹ thì mới được phép làm hộ chiếu cho đứa bé. Hoặc giả như chúng ta không làm được chuyện đó thì có một cách nữa, thì quý ông bà anh chị em phải chờ cho khi đứa bé đó đủ 18 tuổi, có nghĩa là từ sinh nhật lần thứ 18 trở về sau, thì đứa bé đó chỉ việc cầm cái bằng quốc tịch của người bố mẹ, khai sinh của chính mình đi đến tự làm hộ chiếu Mỹ cho mình và không cần phải bố mẹ ký tên nữa, tại vì đã trên 18 tuổi rồi. Nhà quý ông bà anh chị em nha. Một lưu ý tiếp theo nữa là về vấn đề mà ăn theo quốc tịch của bố mẹ, nó có giới hạn về thời gian hay không, và nó có những cái quy định nào cụ thể hay không, thì như thế này. Về vấn đề ăn theo quốc tịch của bố mẹ, không có một quy định về vấn đề thời gian. Có nghĩa là khi bố mẹ được tuyên thệ quốc tịch và đứa bé đó chỉ mới có 17 tuổi, là chưa sinh qua sinh nhật lần thứ 18 thì chỉ mới 17 tuổi, và đứa bé đó được hưởng quốc tịch theo bố mẹ, thì có thể vào thời điểm đó đứa bé đó không làm hộ chiếu Mỹ, để đến 5, 6 năm sau khi đứa bé đó 25, 26 tuổi vẫn có thể cầm bằng quốc tịch của cha mẹ mình đi đến những cái văn phòng của chính phủ làm hộ chiếu, vẫn làm hộ chiếu được bình thường nha quý ông bà anh chị em. Có nghĩa là cái chuyện mà hưởng quốc tịch theo bố mẹ nó không bị giới hạn về vấn đề thời gian. Có nghĩa là bao nhiêu lâu không cần biết, miễn là vào thời điểm bố mẹ tôi có quốc tịch, tôi dưới 18 tuổi thì lúc nào tôi xin quốc tịch cũng được hết, lúc nào tôi làm hộ chiếu Mỹ cũng được, tại vì tôi là người đã có quốc tịch vào cái thời điểm bố mẹ tôi đã có quốc tịch rồi và tôi dưới 18 tuổi. Đó, một cái điểm lưu ý này nhau quý ông bà chị em nha. Và nói đến đây thì sẽ có người hỏi rằng, ủa vậy thì Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ban hành cái mẫu đơn, nó gọi là mẫu đơn N600 để làm gì? Thì cái mẫu đơn N600 đó thưa quý ông bà anh chị em, là cái mẫu đơn để cho quý ông bà anh chị em apply xin cái bằng quốc tịch cho con mình.
Cái này là xin bằng quốc tịch cho con, chứ không phải là xin quốc tịch cho con. Cho nên nhấn mạnh nha, xin bằng quốc tịch cho con. Là tại vì khi quý ông bà anh chị em có quốc tịch rồi thì con quý ông bà anh chị em tất nhiên được có quốc tịch, nhưng nó không có cái bằng quốc tịch giống như quý ông bà anh chị em. Và cái mẫu đơn N600 được ban hành để quý ông bà anh chị em xin cái bằng quốc tịch cho nó. Thì cái mẫu đơn N600 đó Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng nói rõ luôn, đó là optional. Optional có nghĩa là có cũng được mà không có cũng không sao. Ha, có nghĩa là thích thì làm, không thích thì thôi. Là tại vì tôi đã có quốc tịch rồi, tôi chỉ cần làm hộ chiếu thôi, chứ tôi làm bằng quốc tịch chi tự nhiên tốn $1,170 để làm gì? Trong khi mà mình có thể dùng cái tiền đó vào những cái chuyện khác, cho bé đi học hay là mua sắm những cái chuyện gì đó cho bé. Đúng không quý ông bà anh chị em? Đừng uổng tiền vô cái bằng quốc tịch. Để khi bé lớn lên, bé đi làm, bé có tiền, nếu bé cần cái bằng quốc tịch để mà bé xin cái gì đó từ chính phủ hoặc bé làm cái gì đó từ chính phủ, thì bản thân bé tự đi apply bằng quốc tịch. Chứ vào thời điểm mà bé dưới 18 tuổi thì cái bằng quốc tịch hoàn toàn không có cần thiết. Nhà quý ông bà anh chị em nhé. Nãy giờ Johnny nói là nói dành cho những trẻ đi định cư cùng với bố mẹ đi qua bên đây và bố mẹ có quốc tịch và khi đó dưới 18 tuổi. Vậy thì một cái chi tiết, một cái vấn đề tiếp theo mà mình Johnny muốn nói ra đó là sinh ra ở Việt Nam nhưng mà sinh ra trước khi bố hoặc mẹ hoặc là cả bố mẹ có quốc tịch Hoa Kỳ. Vậy thì như thế nào? Có nghĩa là hồi nãy Johnny có nói là khi mà bố mẹ nhập quốc tịch Hoa Kỳ tự động, nếu mà con dưới 18 tuổi thì sẽ được hưởng quốc tịch theo bố mẹ, đúng không ạ? Nó chỉ được áp dụng khi người con đó đang là thường trú nhân và cư trú hợp pháp tại Mỹ, nha quý ông bà anh chị em. Có nghĩa là vào thời điểm bố mẹ có quốc tịch, người con đó phải có thẻ xanh thì mới được hợp pháp hưởng quốc tịch theo bố mẹ. Còn nếu vào thời điểm đó người con nó đang là du học sinh cũng không được, hoặc là đang là đi du lịch ở Mỹ cũng không được, hoặc là đang ở ngoài nước Mỹ cũng không được. Chỉ khi nào đứa con đó là thường trú nhân ở Mỹ, có nghĩa là đã có thẻ xanh rồi, thì mới được hưởng quốc tịch theo bố mẹ. Nhà quý ông bà anh chị em nha, quý ông bà anh chị em nhớ lưu ý điểm này để tránh hiểu lầm nha. Cứ nghĩ là mình có quốc tịch xong con mình ở đâu đó không cần biết cũng có quốc tịch theo là không đúng nha. Trường hợp những người con đang ở bên Việt Nam nhưng bố hoặc mẹ hoặc là cả bố mẹ đã có quốc tịch ở bên, mới đậu quốc tịch ở bên đây và đã có quốc tịch rồi, thì làm sao? Bố và mẹ đó chỉ việc nộp đơn bảo lãnh người con đó để lấy visa định cư đi sang Mỹ. Thì khi mà bé đó đến Mỹ, tất nhiên ngày đầu tiên khi bé đặt chân đến Mỹ, bé phải dưới 18 tuổi. Nha quý mà nhà quý ông bà chị em nha, nếu bé trên 18 tuổi thì bé không được hưởng quốc tịch nữa, bố bé không được hưởng quốc tịch theo bố mẹ nữa. Cái ngày mà bé đi vào Mỹ, bé được bảo lãnh lấy visa định cư và bé đến Mỹ phải là bé dưới 18 tuổi. Thì khi đó ngày mà bé đặt chân đến Mỹ là bé có quốc tịch ngay từ thời điểm đó. Nói tới đây quý ông bà anh chị em hiểu không ạ? Có nghĩa là khi được bé được bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh đi sang đây, ngày mà bé đặt chân đến Mỹ dưới 18 tuổi, thì cái ngày đó bé đã trở thành một người công dân Mỹ. Đặt chân đến Mỹ lúc 7 giờ sáng, 8 giờ sáng người bố hoặc người mẹ dẫn đến văn phòng làm hộ chiếu, làm cho bé cái hộ chiếu Mỹ luôn. Bé là công dân Mỹ luôn, không cần phải làm gì nữa hết, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là về luật quốc tịch bên đây nha quý ông bà anh chị em nha. Cho nên là Johnny thấy nhiều người đặt câu hỏi trên các trang mạng xã hội lắm, mà khi mà họ nhận được câu trả lời á, nó rất là hoang mang, nó rất là mông lung. Người thì bảo làm cái này, người thì bảo làm cái kia. Cho nên ngày hôm nay Johnny muốn chia sẻ đến điều này đến cho quý ông bà anh chị em, để bằng cách này cách khác quý ông bà anh chị em có một cái khái niệm cụ thể về vấn đề quốc tịch, để mà ăn theo là quốc tịch như thế nào và điều kiện như thế nào để mà được ăn theo quốc tịch của bố mẹ. Vậy tóm lại, nếu muốn ăn theo quốc tịch của bố mẹ thì đứa bé phải như thế nào? Vào thời điểm bố mẹ tuyên thệ đậu quốc tịch
và tuyên thệ lấy bằng quốc tịch. Vào thời điểm đó, đứa bé đó phải thỏa, thứ nhất, phải dưới 18 tuổi, có nghĩa là chưa qua sinh nhật lần thứ 18. Vấn đề thứ hai là đứa bé đó phải là thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ, có nghĩa là phải có thẻ xanh Mỹ thì mới được ăn theo quốc tịch của bố mẹ. Và vấn đề tiếp theo nữa là nếu như bé đó sinh ra tại Việt Nam thì bé đó phải được bố mẹ mới có quốc tịch của mình bảo lãnh sang Mỹ bằng visa định cư trước. Thì cái ngày mà bé đặt chân đến Mỹ dưới 18 tuổi thì bé sẽ tự động có quốc tịch theo bố mẹ. Nha quý ông bạn chị em nha. Quý ông bạn chị em lưu ý. Vấn đề tiếp theo nữa là không cần làm bằng quốc tịch cho bé vào thời điểm bé dưới 18 tuổi, tại vì không có lý do gì quý ông bạn chị em phải làm cái bằng quốc tịch cả. Rất là uổng tiền. Cho nên là Johnny khuyên là không nên làm. Cứ đi làm hộ chiếu cho bé, rồi cùng bé đi du lịch, rồi đi đâu đó thì đi, làm gì thì làm, cứ hết 5 năm rồi gia hạn. Tại bé dưới 18 tuổi thì cái hộ chiếu chỉ có 5 năm thôi, là hết 5 năm rồi gia hạn, hết 5 năm rồi gia hạn. Đến khi bé lớn, bé muốn làm bằng quốc tịch thì làm. Và nhấn, cho nên muốn nhấn mạnh rằng cái mẫu đơn N600 là optional, có nghĩa là có cũng được, không có cũng không sao. Cho nên là quý ông bạn chị em đừng có băn khoăn quá, cứ nghĩ là không có bằng quốc tịch thì con mình chưa phải có quốc tịch. Ồ, cái điều đó không đúng nha, nha quý ông bà anh chị em nha. Mẫu đơn N600 điền là mẫu đơn xin bằng quốc tịch cho con, chứ không phải là xin cái quốc tịch cho con. Nha, sau này bé lớn lên bao nhiêu tuổi, 3-40 tuổi mà bé vẫn có thể tự xin cái bằng quốc tịch cho bé được bình thường. Mình không có cần phải làm chuyện đó, tốn tiền lắm, nha quý ông bà anh chị em nha. Còn một vấn đề mà Johnny chưa có chia sẻ, đó là sinh ra ở Việt Nam và khi sinh ra sau khi bố mẹ có quốc tịch, thì cái vấn đề này nó dài dòng lắm, cho nên là Johnny sẽ để cái vấn đề này lại vào tập tiếp theo. Quý ông bà anh chị em hãy nhớ đón xem tập tiếp theo của chương trình Kai Immigration, tại vì Johnny sẽ nói cụ thể và cách thức làm sao để mà một đứa bé sinh ra ở bên Việt Nam, có nghĩa là sinh ra ở ngoài nước Mỹ, và sau khi bố mẹ có quốc tịch có thể xin được quốc tịch cho bé ngay tại Việt Nam. Điều kiện là bé phải sinh ra sau khi bố mẹ có quốc tịch nha. Chứ còn sinh ra trước khi bố mẹ có quốc tịch thì lại giống như cái vấn đề mà chúng ta vừa nói vừa tức thì hồi nãy nha. Tập tiếp theo của chương trình Kai Immigration, Johnny sẽ nói chi tiết hơn và hướng dẫn quý ông bạn chị em làm thế nào để mà là xin được cái hộ chiếu Mỹ cho con của mình bên Việt Nam khi mà bé mới sinh ra, để mà bé có thể đến Mỹ bất cứ lúc nào và không cần làm hồ sơ bảo lãnh. Nha quý ông bạn chị em nha. Chương trình Kai Immigration đến nay là kết thúc rồi, cho nên rất cảm ơn quý ông bạn chị em đã chú ý theo dõi. Nếu mà quý ông bạn chị em có còn những thắc mắc về tất cả vấn đề về di trú, hay là những vấn đề gì về quốc tịch, hay là bảo lãnh thân nhân từ bên ngoài nước Mỹ vào nước Mỹ, thì đừng ngần ngại comment ở dưới video này, hoặc là cứ gửi email trực tiếp cho chương trình Kai Immigration qua email kaimediaus@gmail.com. Một lần nữa nha quý ông bà chị em nha, kaimediaus@gmail.com. Cứ mạnh dạn comment hoặc là gửi email cho chương trình Kai Immigration, Johnny sẽ cố gắng đọc và sẽ gửi email hồi đáp đến cho quý ông bà anh chị em sớm nhất có thể. Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã quan tâm Kai Immigration và ủng hộ Kai Media trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ chương trình Kai Immigration xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em trong chương trình tiếp theo.